Mới đây trong chương trình Một Tiếng Kể Hết, nữ ca sĩ Tóc Tiên đã lần đầu xác nhận đang yêu Hoàng Tuliver và đã hẹn hò được gần 4 năm. Mặc dù trước đó cả hai khá kín tiếng và thường xuyên phủ nhận tin đồn này. Là khách mời đặc biệt của chương trình Một Tiếng Kể Hết, nữ ca sĩ Tóc Tiên đã có những chia sẻ về cuộc sống cũng như công việc của mình. Tại đây lần đầu tiên Tóc Tiên xác nhận đang yêu Hoàng Tuliver. Trước đó khi được hỏi về chuyện yêu đương, Tóc Tiên và Hoàng Tuliver liên tục né tránh. Thậm chí Hoàng Tuliver còn cho rằng cả hai chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tóc Tiên chia sẻ rằng từ sau khi làm việc chung trong The Remix, cả hai người đã bắt đầu tìm hiểu và cho đến nay mối quan hệ đã được gần 4 năm. Tóc Tiên và Hoàng Tuliver luôn đồng hành trong nhiều hoạt động, cặp đôi khá kín tiếng chuyện riêng tư vì lý do liên quan đến gia đình. Khi được hỏi cảm thấy Hoàng Tuliver yêu mình nhất ở điểm nào, Tóc Tiên cho biết vì cô là chính cô. Cô trả lời rằng có lẽ vì Tiên thông minh, Tiên giống anh trong nhiều thứ, Tiên có cách để bảo vệ và giữ gìn tình yêu của mình. Nếu nói ra hết nhiều khi sợ rằng khó giữ, Tiên chỉ nói riêng trường hợp của mình chứ không quy chụp cho bất cứ ai, vì rõ ràng trong showbiz vẫn còn nhiều anh chị vẫn rất hạnh phúc khi công khai tình cảm. Với người như anh lúc nào cũng lạnh lạnh, không nói chuyện nhiều thì mình có cách bơ đi mà sống, tức là mình cứ để anh làm việc của anh, còn bản thân thì làm cho mình thú vị, xinh đẹp và bận rộn hơn. Tự khắc mọi thứ sẽ tốt, chẳng cần phải cố gắng chạy theo anh làm gì, cứ là chính mình thì sẽ tốt nhất. Cũng ở Một Tiếng Kể Hết, nhiều câu chuyện xúc động về gia đình Tóc Tiên cũng lần đầu được lật mở. Trong quá trình trò chuyện, nữ ca sĩ bật khóc liên tục. Một Tiếng Kể Hết là talk show đặc biệt của trí thức trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu tiên những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mỹ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống và công việc. Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, Một Tiếng Kể Hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ. Chúng mình là SNew và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất vào trong ngày nhé.